chúng ta lại gặp nhau trong hướng dẫn mới để tìm hiểu về cách sử dụng tính năng truyền cảnh ở trong Adobe Premiere để các bạn có thể tạo những cái hiệu ứng truyền cảnh ở đoạn đầu, đoạn cuối và đoạn giữa của video mình đang sử dụng phiên bản Premiere 2023. Các bạn có thể thực hiện tương tự ở trên phiên bản 2022 hoặc những phiên bản cũ hơn. Nếu như các bạn đang sử dụng những phiên bản cũ và muốn nâng cấp lên bản mới nhất thì các bạn hãy tham khảo bài viết mình đính kèm ở trong phần mô tả. Qua đó thì các bạn có thể đăng ký tài khoản và tài bản dùng thử trong vòng 7 ngày. À, sau đó chúng ta nhấp vào phần New Project. Chúng ta nhập phần Project là chuyển cảnh chúng ta nhấp vào đây và chọn nơi chúng ta đặt cái dự án này. Ví dụ mình muốn đặt ở desktop và trong phần truyền cảnh như vậy, chúng ta chọn folder này nhé. Tiếp theo chúng ta nhấp vào phần desktop để chọn cái thư mục chứa video. Như các bạn thấy, chúng ta nhấp vào đây, chúng ta sẽ thấy được những cái video bên trong. Bây giờ chúng ta chọn hai video như vậy. Chúng ta nhấp vào phần create để tạo một cái project mới À, các bạn có thể nhấp vào phần mô tà để tả để tải những video mình sử dụng ở trong hướng dẫn này. đây là những video mình quay khá lâu rồi và các bạn có thể sử dụng ở trong những hướng dẫn riêng của các bạn hoặc các bạn có thể đăng tải lên youtube như các bạn đang thấy ở trong đây chúng ta có hai đoạn video và mình muốn đưa cái đoạn thứ hai này lên đầu để video của chúng ta trông nó đẹp hơn một chút. mình sẽ nhấp vào đoạn thứ nhất như vậy và kéo lui lại. sau đó mình nhấp vào đây và nhấn phím backspace các bạn có thể nhấn phím ship và dấu cộng để các bạn thấy được những cái nội dung ở bên trong đoạn video này. Ngoài ra các bạn có thể nhấn phím gạch chéo để hai đoạn video này nó được phóng lớn và phủ đầy cái thanh tham để các bạn xem nó dễ dàng hơn. Bây giờ chúng ta đến bước tiếp theo để đưa các hiệu ứng truyền cảnh vào trong những đoạn video này nhé. Để thấy được hiệu ứng truyền cảnh ở trong phần edit thì các bạn nhấp vào mũi tên bên phải, chúng ta chọn đến mục effect ở đây. Chúng ta nhấp vào truyền cảnh dành cho video. Các bạn sẽ thấy nó được chia thành các thư mục nhỏ hơn nữa. Cách thứ hai là các bạn nhấp vào mục quốc như vậy và chúng ta chọn đến mục effect Ví dụ mình muốn tạo hướng truyền cảnh cho phần mở đầu và kết thúc của video, mình sẽ sử dụng lựa chọn đầu tiên trong đây. Khi nhấp vào mũi tên thì các bạn sẽ thấy được những lựa chọn nhỏ bên trong. Ví dụ mình muốn tạo cái hiệu ứng truyền cảnh cho phần đầu của video từ một cái nền đen chuyển dần sang cái nội dung của video, chúng ta sẽ sử dụng lựa chọn đầu tiên trong đây. Các bạn chỉ việc nhấp chuột và kéo vào phần đầu của video như vậy. Các bạn nhớ kéo vào video nhé. Các bạn không thể kéo vào phần audio ở phía dưới được. Bây giờ chúng ta kéo vào như vậy và thả ra. Bây giờ các bạn nhấn phím cách hoặc là phím play để các bạn xem thử cái hiệu ứng truyền cảnh này nó hoạt động như thế nào. Như các bạn thấy, video của chúng ta được chuyển từ cái nền đen sang cái nội dung của video và chúng ta có thể kiểm soát cái thời gian truyền cảnh ở trong đây. Các bạn chỉ việc nhấp vào cái phần hiệu ứng truyền cảnh như vậy thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện một cái bảng cài đặt ở bên tay trái. Các bạn có thể đưa chuột vào đây đến khi thấy cái mũi tên hai chiều và các bạn nhấn chuột trái. Sau đó các bạn có thể tăng giảm cái thời gian diễn ra cái hiệu ứng chuyển cảnh này. Như các bạn thấy, mình có thể tăng lên một giây như vậy. Chúng ta chỉ việc kéo đến đúng một giây thì các bạn thấy cái thời gian chuyển cảnh nó diễn ra lâu hơn và cái thanh ở phía dưới này nó cũng dài hơn. Chúng ta nhấn phím Home để quay trở lại và nhấn phím Play để chúng ta xem lại. Các bạn thấy, cái hiệu ứng chuyển cảnh nó diễn ra chậm hơn rất là nhiều. Ngoài ra các bạn có thể nhấp chuột phải vào cái hiệu ứng chuyển cảnh. Sau đó các bạn sử dụng lựa chọn đầu tiên thì các bạn sẽ thấy một cái bảng cài đặt với thông số giống như cái bảng bên trái mà các bạn đang thấy. Chúng ta nhập thời gian vào đây. Ví dụ như các bạn muốn tăng thời gian lên 2 giây thì các bạn nhập vào như vậy và nhấn OK. Thì các bạn thấy cái phần hiệu ứng truyền cảnh này nó sẽ tăng lên. Và bây giờ chúng ta nhấn phím Home để quay trở lại và nhấn phím Cách để nó chạy cái hiệu ứng truyền cảnh. Cách thứ ba là các bạn sử dụng công cụ Selection Tool như vậy hoặc các bạn nhấn phím tắt là V. Sau đó các bạn đưa đến phần đầu và phần cuối của hiệu ứng truyền cảnh này thì các bạn sẽ thấy một cái dấu ngoặc màu đỏ như vậy. Các bạn nhấp chuột trái thì các bạn có thể kiểm soát được cái thời gian diễn ra cái hiệu ứng chuyển cảnh này. Như các bạn thấy, khi mình kéo qua bên trái như vậy thì nó sẽ giảm cái thời gian và kéo qua bên phải thì nó sẽ tăng cái thời gian diễn ra hiệu ứng chuyển cảnh này và khi các bạn buông chuột ra thì những cái thông số đó nó sẽ được cập nhật vào cái bảng bên tay trái mà các bạn đang thấy. Như vậy chúng ta có ba cách để kiểm soát thời gian diễn ra hiệu ứng chuyển cảnh. Vậy làm thế nào để xóa cái hiệu ứng này? Các bạn chỉ việc nhấp vào hiệu ứng như vậy các bạn nhấn phím Delete ở trên bàn phím là chúng ta có thể xóa được cái hướng truyền cảnh. Cách thứ hai là các bạn nhấp chuột phải vào cái hướng các bạn muốn xóa. Chọn Clear thì các bạn có thể xóa được cái hướng này. Bây giờ chúng ta có thể tạo thêm một cái hướng truyền cảnh cho cái video cuối cùng. Chúng ta nhấn phím End để đến cái đoạn cuối của video. Mình sẽ nhấp vào Deep to Black như vậy và kéo vào đây. Chúng ta chọn điểm bắt đầu và chạy video. Thì các bạn thấy rằng video của chúng ta nó sẽ chuyển dần sang nền đen và kết thúc một cách từ từ hơn, trông đẹp mắt hơn khá là nhiều đúng không ạ? và tương tự như vậy chúng ta có thể nhấp vào đây để kiểm soát cái thời gian diễn ra cái hiệu ứng truyền cảnh này giống như các bạn đã thấy ở trong phần trước ví dụ mình muốn tăng cái thời lượng lên khoảng một giây như vậy thì mình chỉ việc nhấp chuột và kéo lên thôi và bây giờ chúng ta kéo vào đây để chạy lại các bạn thấy cái hiệu ứng nó diễn ra từ từ hơn bây giờ chúng ta đến với hiệu ứng truyền cảnh giữa hai đoạn video để các bạn thấy rằng nó có nhiều màu sắc đẹp và nhiều cài đặt hơn so với những gì các bạn đã thấy ở trong hai phần trước ví dụ bây giờ mình muốn tạo hiệu ứng truyền cảnh giữa đoạn video đầu tiên và video thứ hai thay vì để video nó kết thúc đột ngột như vậy chúng ta nhấp vào các thư mục này để thấy được những hiệu ứng truyền cảnh bên trong và các bạn thấy rằng có rất nhiều đúng không và tất nhiên là các bạn có thể sử dụng bất kỳ hiệu ứng nào ví dụ mình muốn sử dụng hiệu ứng này thì mình nhấp chuột và kéo vào giữa hai đoạn video như các bạn thấy nó thông báo là nó sẽ có những cái khung hình nó lặp lại thì các bạn chỉ việc nhấn ok thôi bây giờ chúng ta nhấn phím dấu cộng để phóng lớn cái phần timeline này để các bạn thấy được chi tiết hơn. Chúng ta nhấp chuột qua đây, sau đó nhấn phím cách để chạy cái hiệu ứng này. Thì các bạn thấy rằng nó tạo ra những cái hiệu ứng ánh sáng để chuyển cảnh giữa hai đoạn video. Tương tự như phần trước, các bạn có thể đưa chuột vào đây để các bạn kiểm soát cái thời gian diễn ra cái hiệu ứng này. Ví dụ như vậy, mình muốn nó diễn ra trong thời gian một giây thì mình tăng thời gian lên như vậy thôi. Chúng ta nhấp chuột vào đây và chạy lại. Thì các bạn thấy rằng cái hiệu ứng này nó sẽ tăng cái thời gian truyền cảnh giữa đoạn đầu và đoạn cuối của video. Nếu như các bạn muốn thay đổi vị trí thì các bạn nhấp vào đây và sử dụng lựa chọn thứ hai là bắt đầu ở cái điểm cắt, có nghĩa là cái hiệu ứng này nó sẽ bắt đầu ở cái đoạn video thứ hai. Các bạn chọn như vậy thì các bạn thấy cái hiệu ứng của chúng ta nó sẽ nhảy sang cái điểm bắt đầu của video thứ hai. Chúng ta nhấp vào đây để chạy lại. Thì các bạn thấy rằng cái đoạn video đầu tiên nó kết thúc bình thường, sau đó mới chạy hiệu ứng và bắt đầu video thứ hai. Và tất nhiên là các bạn có thể nhấp vào đây và chọn end cut thì các bạn thấy rằng cái hiệu ứng này nó sẽ kết thúc ở trong cái đoạn video đầu tiên. Chúng ta nhấp vào đây để xem lại. Các bạn thấy hiệu ứng của chúng ta nó diễn ra và kết thúc ở cái phần cắt của video thứ nhất và chuyển sang video thứ hai bình thường đúng không các bạn. Ngoài ba lựa chọn đó thì các bạn có thể nhấp chuột vào hiệu ứng, sau đó các bạn kéo qua vị trí các bạn muốn nó bắt đầu và kết thúc. Khi các bạn kéo như vậy thì các bạn sẽ thấy được cái bảng thời gian ở trên cái video đầu tiên và video thứ hai. Các bạn kéo qua như vậy và chọn vị trí các bạn muốn sử dụng. Sau đó các bạn buông chuột ra. Rất là dễ đúng không các bạn? Nhìn sang bên trái thì các bạn thấy rằng có rất nhiều cài đặt liên quan đến cái hiệu ứng truyền cảnh mà chúng ta đang sử dụng. Và những cài đặt này nó sẽ thay đổi theo cái hiệu ứng mà các bạn chọn ở trong phần bên tay phải. Ví dụ như ở trong hiệu ứng này thì chúng ta có thể nhấp vào những cài đặt nhỏ bên trong để chúng ta thay đổi. Các bạn thấy rằng khi mình kéo thành chiều qua bên phải thì những cái ánh sáng của cái hiệu ứng này nó sẽ thay đổi. Và các bạn chỉ việc chọn những cái hiệu ứng các bạn thích quá dễ đúng không các bạn tương tự như vậy chúng ta có thể thay đổi rất nhiều thông số phía dưới các bạn thấy chúng ta kéo qua bên phải thì nó sẽ thay đổi hiệu ứng một chút tương tự như vậy các bạn có thể kiểm soát rất nhiều thông số ở trong hiệu ứng này chúng ta có thể tăng độ sáng hoặc giảm độ sáng của hiệu ứng tiếp theo chúng ta có thể nhấp vào đây để kiểm soát góc độ xuất hiện của cái hiệu ứng này các bạn thấy chúng ta có thể xoay cái đồng hồ ở đây để chúng ta kiểm soát cái hiệu ứng rất là dễ đúng không các bạn nếu như các bạn thay đổi quá nhiều và không biết quay trở lại như thế nào thì các bạn nhấp vào phím undo như vậy. Chúng ta đến với cài đặt cuối cùng ở trong đây. Các bạn có thể nhấp và kéo qua như vậy thì các bạn sẽ thấy những cái hiệu ứng ánh sáng ở trên hiệu ứng này nó sẽ thay đổi một chút. Và bây giờ chúng ta nhấp vào đây để chạy lại. Thì các bạn thấy rằng những cái hiệu ứng đã thay đổi rất nhiều so với cài đặt mặc định mà khi chúng ta mới kéo ở bên tay phải vào đây. Vậy làm thế nào để lưu lại hiệu ứng này và áp dụng cho video khác? Các bạn chỉ việc nhấp vào tên hiệu ứng chuyển cảnh như vậy chúng ta chọn trượt phải chọn lưu thành một reset chúng ta đặt tên ví dụ như là phần vr tùy chỉnh như vậy ngoài ra các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để các bạn viết chi tiết về cái nội dung của cái hiệu ứng này ví dụ như mình viết là hướng dẫn lưu hiệu ứng truyền cảnh sau khi nhập phần mô tả thì chúng ta nhấp vào ok như vậy mình sẽ thu nhỏ phần này lại và cắt đôi cái đoạn video này ra chúng ta nhấp vào phần reset như vậy các bạn chỉ việc nhấp vào đây và kéo vào giữa hai đoạn video và chúng ta nhấn phím cách để chạy thử cái hiệu ứng này. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong cách sử dụng hiệu ứng truyền cảnh cơ bản ở trong Premiere. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cách tải những hiệu ứng truyền cảnh ở trên Adobe Stock để các bạn có nhiều hướng chuyên nghiệp hơn và đẹp mắt hơn. Để sử dụng cái tính năng này thì các bạn hãy nhấp vào phần Workspace và chúng ta chọn đến phần Caption and Graphics như vậy. Ở đây thì các bạn nhấp vào phần Adobe Stock. Sau đó các bạn đánh dấu vào phần Miễn phí như vậy. Các bạn gõ cụm từ tìm kiếm là transition, có nghĩa là cái hiệu ứng chuyển cảnh. Các bạn sẽ thấy được rất nhiều hiệu ứng chuyển cảnh miễn phí và rất là đẹp. Các bạn muốn sử dụng hiệu ứng nào thì các bạn chỉ việc đưa chuột qua như vậy để các bạn xem cái hiệu ứng đó được thể hiện ra sao. Sau đó các bạn nhấp vào cái hình đám mây bên cạnh cái hiệu ứng đó thì nó sẽ được tải về máy tính. Chúng ta nhấp chuột vào hiệu ứng này và kéo lên trên hai đoạn video. Và các bạn đợi một chút để nó tải hiệu ứng này về trên máy tính. Bây giờ chúng ta chọn điểm bắt đầu và nhấn phím cách để các bạn xem hiệu ứng này hoạt động như thế nào như các bạn thấy trồng rất là đẹp đúng không à, chúng ta nhấp vào cái hiệu ứng này và thay đổi những thông số ở trong đây ví dụ các bạn có thể thay đổi được cái màu sắc và các bạn có thể thay đổi được độ bão hòa màu như vậy à, nhìn sang bên trái một chút thì các bạn thấy rằng cái hiệu ứng này nó đang sử dụng chế độ hòa trộn là bình thường thì các bạn có thể chọn qua những cái chế độ khác như các bạn thấy khi mình chọn qua screen như vậy thì nó sẽ cho cái hiệu ứng của chúng ta thay đổi một chút bây giờ chúng ta đến với hiệu ứng truyền cảnh thứ hai thông thường thì chúng ta sẽ Kéo vào như vậy đúng không các bạn? Nếu như các bạn kéo vào như vậy và các bạn nhấn play thì các bạn sẽ thấy rằng nó xuất hiện cái logo phía trên và chúng ta cũng không thấy được cái video mà chúng ta muốn chuyển cảnh sang đúng không các bạn? Cái hiệu ứng chuyển cảnh này sử dụng khác một chút. Chúng ta nhấp vào đây, chọn delete. Đối với hiệu ứng này thì các bạn cần kéo vào một check như vậy. Sau đó các bạn nhấp vào hiệu ứng. À, trong đây các bạn sẽ thấy rất nhiều cài đặt. Các bạn hãy chú ý đến phần Media 1 và Media 2. Chúng ta nhấp vào đây để chọn Video chúng ta chọn video 1 như vậy. Chúng ta nhấn play thì các bạn thấy rằng nó tạo một cái hướng chuyển cảnh rất là đẹp từ video 1. Tương tự như vậy, chúng ta nhấp vào phần media 2, chúng ta chọn video thứ hai trong đây và nhấp open. Chúng ta nhấp vào đây và chọn play để tạo hiệu ứng chuyển cảnh giữa hai đoạn video này. Như các bạn thấy, hiệu ứng đẹp thì nó cũng khá là nặng. Nó làm chiếc máy tính của mình chạy hơi chậm một chút. Trong đây còn rất nhiều những cài đặt để các bạn thay đổi. Ví dụ như vậy, các bạn chỉ việc thay đổi những thông số này và điều chỉnh làm sao cho phù hợp với mục đích sử dụng của các bạn là được. Mình sẽ kết thúc phần này ở đây và chúng ta đến với phần tiếp theo để tìm hiểu cách tải những hiệu ứng truyền cảnh ở trên những trang stock miễn phí để tải hiệu ứng truyền cảnh thì các bạn hãy truy cập vào trang pixel hoặc là pixabay các bạn có thể tham khảo bài viết mình đính kèm ở phía dưới của video này để các bạn truy cập vào những trang stock miễn phí sau đó chúng ta gõ phần transition vào đây và các bạn chọn video thì các bạn sẽ thấy được những cái hiệu ứng truyền cảnh rất là đẹp như vậy. Tất cả ảnh và video ở trên những trang này hoàn toàn miễn phí cho các bạn sử dụng vào mục đích thương mại hoặc là các bạn làm video để đăng lên YouTube. Ví dụ, mình muốn sử dụng hiệu ứng này thì mình nhấp vào như vậy. Chúng ta nhấp phần tải xuống miễn phí, chúng ta chọn nơi lưu trữ và nhấp lưu lại như vậy là xong. Quay trở lại Premiere thì các bạn nhấp chuột phải vào đây, chúng ta chọn import và chúng ta thêm hiệu ứng chuyển cảnh vào. Các bạn nhấp vào open như vậy. Chúng ta nhấp vào đây để xóa những cái hiệu ứng đang có sẵn trong đây. Các bạn nhấp vào hiệu ứng này và các bạn kéo sang video như các bạn thấy cái hiệu ứng này nó là một đoạn video và nó phải nằm trên hai cái video mà chúng ta muốn chuyển cảnh ở phía dưới nha và trong trường hợp này thì cái đoạn chuyển cảnh nó quá dài các bạn có thể chọn công cụ selection tool như vậy và giới hạn độ dài lại chúng ta kéo qua như vậy bây giờ chúng ta nhấn phím play để xem như thế nào nhé như các bạn thấy cái hiệu ứng này nó đang nằm trên hai đoạn video mà chúng ta không thấy gì ở phía dưới đúng không các bạn chúng ta nhấp vào hiệu ứng như vậy và nhìn sang phần blend mode nó đang ở chế độ bình thường thì các bạn chọn qua phần screen chúng ta chọn như vậy thì các bạn sẽ thấy được những cái nội dung video mà chúng ta muốn truyền cảnh nó ở phía dưới bây giờ chúng ta kéo con trò qua như vậy chúng ta nhấn play thì các bạn thấy nó sẽ tạo một cái hướng truyền cảnh giữa hai đoạn video như các bạn đã biết thì đây là một đoạn video và chúng ta không thể điều chỉnh lại các thông số giống như các hiệu ứng mà các bạn đã thấy ở trong phần trước các bạn cần sử dụng tính năng điều chỉnh màu sắc ở trong Premiere để các bạn điều chỉnh lại cái transition này ví dụ chúng ta muốn điều chỉnh lại màu sắc thì chúng ta nhấp vào phần color như vậy. Các bạn muốn nó đậm hơn hay nhạt hơn thì các bạn có thể kéo qua như vậy. Các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn qua video đang xuất hiện ở trên hướng dẫn này. Qua đó thì các bạn sẽ học được chi tiết cách chỉnh màu trong Vimeo. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong ba cách chuyển cảnh ở trong Vimeo. Vậy làm thế nào để gắn hiệu ứng chuyển cảnh vào phím tắt và áp dụng cho tất cả các đoạn video? Để làm việc đó thì các bạn hãy nhấn phím Ctrl A để các bạn chọn tất cả video. Sau đó các bạn nhấn phím Ctrl D thì tất cả những đoạn video ở trong đây sẽ được áp dụng cái hiệu ứng truyền cảnh mặc định ở trong Premiere. Như các bạn thấy, bây giờ tất cả những cái đoạn video này đã sử dụng chung một cái hiệu ứng truyền cảnh và chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Để cài đặt hiệu ứng mặc định thì các bạn chỉ việc chọn bất kỳ hiệu ứng nào trong đây. Ví dụ như vậy, chúng ta chọn chuột phải, chọn cài đặt mặc định như vậy. Bây giờ các bạn chọn tất cả video và nhấn Ctrl D và nhấn OK thêm một lần nữa. Chúng ta nhấn phím Home để quay trở lại và nhấn Play. Như các bạn thấy khi chúng ta nhấn Ctrl D thì tất cả những video được chọn sẽ được áp dụng cái hiệu ứng chuyển cảnh mặc định và các bạn có thể chọn bất kỳ hiệu ứng nào các bạn muốn. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong cách sử dụng hiệu ứng chuyển cảnh trong Premiere. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn thích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, cũng đừng quên tham khảo bài viết mình tính kèm ở trong phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ chúng ta phải tạm biệt rồi. Bye bye.